kính chào quý vị khán giả kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở ma túy ở Long An. Khởi tố vụ án mua sắm thiết bị phòng chống dịch ở Kiên Giang. Thứ trưởng Bộ Giáo dục cần thay đổi quan điểm, các trường đại học tự chủ là phải tự lo. Danh tính những người tử vong trong vụ cảnh sát chặn bắt ô tô nghi chở ma túy ở Long An. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát kinh tế huyện Đức Hòa, Long An vây bắt ô tô nghi chở ma túy tại địa chỉ đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, có 3 người bị xe đâm tử vong, trong đó thiếu tá cảnh sát giao thông quê Long An, 2 người dân gặp nạn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào tối 21 tháng 4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận liên quan đến vụ cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát kinh tế vây bắt ô tô nghi chở ma túy tại địa chỉ đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa khiến một thiếu tá tử vong, quê Long An, 2 người dân đi đường còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin, danh tính các nạn nhân được xác định là HNCM sinh năm 1994, trú tại 129/24D, Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Người tiếp theo là BTKT sinh năm 1973, trú tại 23/9 khu phố 6, đường TTN06, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và NXH sinh năm 1983, thiếu tá cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa, trú tại ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, tại tuyến đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tài xế điều khiển ô tô biển số 49C29601 lưu thông từ hướng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi phương tiện vận chuyển ma túy, tổ cảnh sát giao thông thuộc công an huyện Đức Hòa phối hợp với cảnh sát kinh tế huyện chặn kiểm tra đoạn khu vực cầu nhỏ, xã Mỹ Hạnh Nam. Thấy lực lượng công an, tài xế tăng tốc đâm thẳng vào tổ cảnh sát giao thông huyện, làm thiếu tá NTH chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp đó, xe tiếp tục lao vào hai người đi đường, khiến cả hai nạn nhân tử vong, sau đó xe lật ngang. Công an huyện Đức Hòa đã bắt giữ tài xế, chưa công bố danh tính. Khởi tố vụ án mua sắm thiết bị phòng chống dịch ở Kiên Giang. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố vụ án đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm tại các gói thầu do công ty Việt Á thực hiện. Hồi tháng 4 năm 2022, Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành kết luận thanh tra về việc xã hội hóa liên doanh liên kết các dịch vụ y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kết luận thanh tra, tỉnh Kiên Giang có hai đơn vị mua kit test của công ty Việt Á bao gồm Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh. Sở Y tế có hai gói thầu mua kit test của công ty Việt Á, tổng trị giá hơn 58 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cho thấy là có vi phạm quy định trong đấu thầu. CDC tỉnh Kiên Giang có hai gói thầu mua kit test của Việt Á, gói thầu số 7 và số 9 với tổng giá trị hơn 786 tỷ đồng. Hai gói thầu do Sở Y tế ký đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác như là chloramine B cao hơn 25.450 đồng một kg, bộ kit test COVID-19 cao hơn từ 67.500 đồng đến 72.500 đồng một kit test. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang đã họp và quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Kiên Giang, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, Đảng ủy Sở Y tế từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra giám sát, dẫn đến Ban Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm CDC và một số cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phê duyệt dự án về đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Đối với trách nhiệm là người đứng đầu Sở Y tế, nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ông Hà Văn Phúc từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra giám sát, dẫn đến bản thân và một số cán bộ đảng viên trong đảng bộ còn có khuyết điểm vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Hà Văn Phúc ký ban hành một số văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ định thầu mua hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm không đúng quy định của luật đấu thầu, không tận dụng nguồn lực tài trợ, viện trợ để thực hiện công tác phòng chống dịch là không tiết kiệm, gây lãng phí, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm của ông Hà Văn Phúc gây dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Sở Y tế và cá nhân của ông. Thứ trưởng Bộ Giáo dục
cần thay đổi quan điểm, các trường đại học tự chủ là phải tự lo. Kính thưa quý vị, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, cần cùng nhau tháo gỡ chính là thay đổi quan điểm, tư tưởng về tự chủ đại học. Ngày 21 tháng 4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về tự chủ đại học với chủ đề trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học. Kết quả, bài học kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư Bùi Văn Ca, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, tuy luật giáo dục đại học đã quy định rất rõ quyền lực quyền lợi của hội đồng trường, nhưng thực tế thì quyền lực của hội đồng trường lại rất hạn chế. Hoạt động của hội đồng trường ở nhiều trường đại học còn mang tính hình thức trách nhiệm giải trình và trách nhiệm xã hội còn rất mờ nhạt. Ngoài ra, có việc cơ quan chủ quản can thiệp vào các vấn đề tự chủ, đặc biệt là bộ máy quản lý nhân sự và đầu tư của các cơ sở giáo dục đại học. Giáo sư Bùi Văn Ga đưa ra ví dụ, tại Đà Nẵng có trường hợp lãnh đạo sở ngành đảm nhiệm vai trò thành viên hội đồng trường ở 3-4 trường khác nhau nên cũng không có thời gian nghiên cứu tài liệu góp ý. Nhắc đến thời gian gần đây, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh còn khuyết vị trí hiệu trưởng trong thời gian dài, chỉ có phó hiệu trưởng phụ trách, nên nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng nên nghiên cứu lại cơ chế quy định việc bổ nhiệm hiệu trưởng, hội đồng trường, xem vướng ở đâu để có các chính sách cho phù hợp. Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nếu cứ để tình trạng này kéo dài, các trường sẽ không thực hiện được các mục tiêu đề ra. Giáo sư Bùi Văn Ga nhấn mạnh, khi các trường đại học vẫn còn cơ quan chủ quản như hiện nay thì phương án tốt nhất là thể chế hóa theo mô hình như các đại học quốc gia để tránh sự chồng lấn xung đột của vai trò hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường và bí thư đảng ủy. Đồng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thành Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng năng lực tự chủ cũng khiến cho nhiều trường đại học e dè. Hiện chúng ta đang chuyển cơ chế quản lý từ hiệu trường sang hội đồng trường, luật đã quy định rất rõ vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường. Nhưng khi các trường triển khai thực hiện chủ trương của hội đồng trường thì kiểm tra giám sát các mục tiêu, chiến lược, cơ chế tài chính, cơ quan giám sát như là kiểm toán lại không thống nhất, gây khó cho quá trình thực hiện. Đây rõ ràng là sự bất cập trong quản lý vận hành luật, Phó Giáo sư Phan Thành Bình nêu. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, bản chất của tự chủ là phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống. Vì vậy, những chính sách xây dựng cũng phải thực hiện theo nội dung này, do bản chất của tự chủ là phân quyền theo các cấp, sao cho phát huy tốt nhất các giá trị của hệ thống. Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, kết quả từ hội thảo cũng đã chứng minh được tính hiệu quả thành công của các trường, hệ thống giáo dục, đại học đã đạt được và thực tế đã có những thay đổi mang tính căn bản trong hệ thống giáo dục đại học, dù chưa sâu sắc và chưa toàn diện. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng cho rằng trở ngại lớn nhất là việc chưa thay đổi tư tưởng, quan điểm khiến cho việc chỉnh sửa triển khai các văn bản chưa đồng bộ. Năng lực không phải là vấn đề đáng quan ngại, năng lực hình thành trong quá trình thực hiện. Cái đáng quan tâm và cùng nhau tháo gỡ chính là thay đổi về quan điểm, tư tưởng về tự chủ đại học. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho rằng quan điểm và nhận thức của các đơn vị hiện nay trong việc thực hiện tự chủ đại học là luật trao cho ta quyền gì, tăng thẩm quyền ra sao, ranh giới giữa tự chủ và tự do, giữa nhà nước và các cơ sở giáo dục đại học, giữa các cơ sở giáo dục với xã hội, với người học ra sao, khiến cho nhiều đơn vị cán bộ quản lý còn dè dặt trong việc triển khai. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị cần thay đổi quan điểm là các trường đại học tự chủ là phải tự lo. Cuối cùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các ban ngành cơ sở giáo dục đại học cần chủ động quyết liệt hơn nữa, đẩy mạnh việc truyền thông nghị quyết 29 NQTW để việc đánh giá tổng kết làm sao cho xã hội, người học thấy rõ được những mặt tích cực, tồn tại, đang có, cần tháo gỡ, giúp các đơn vị nhận diện rõ vấn đề, những nhận định đánh giá có tính thuyết phục hơn nhằm triển khai nghị quyết có hiệu quả hơn.